Vâng, chào mừng tất cả quý khách đến với kênh Bầm Xe Máy. Lời đầu tiên thì cho Phương Nam gửi lời chào, trời chúc chúc tất cả quý khách mình sức khỏe dồi dào, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cửa hàng của mình thì nằm ngay ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, số điện thoại 0977355248. Cửa hàng mình có mua bán trao đổi các loại xe, có chuyển xe toàn quốc nha quý khách. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một siêu xe, đó là G15V1 đấy, xe cực kỳ đẹp, màu đỏ nhám. Xe này thì FI máy êm. Xe này thì có rô hai cái đĩa đằng trước nha. Đấy, hai đĩa đằng trước các bạn nhìn thấy không? Đấy, hai đĩa đằng trước nha. Hai đĩa đi thì nó rất là giống như kiểu mô tô phân khối lớn nha các bạn. Đó. Máy êm rô nha quý khách. Màu đỏ nhám, màu cực kỳ đẹp. Cái trên này là nó dán nha bạn, nó hơi chóc sàn này. Mình thích về mình dán lại nha, không đáng vô tiền cái đó. Đấy, xe nhập FI Yamaha nhập G15V1 máy êm. Đấy, chưa đụng chạm gì luôn, máy êm zin. Đồ cây bồ rất là hàm hố nha quý khách. Đó, biển số VIP luôn, biển số Sài Gòn 56B2 8787. Đấy, xe biển cực kỳ đẹp, vỏ còn dày nha, anh nhông xích mới nha. Đó, xe để mua về đi không phải làm gì nhá, xe còn khá là đẹp. Mình sẽ quay chi tiết nhá để các bạn xem cho nó dễ. Xe rất là đẹp nha bạn. Rồi, ok, máy êm nhá. Đó, bạn nào ưng thì cứ kết bạn Zalo với mình, hoặc là các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, đăng ký kênh Bầm Xe Máy, ấn vào theo dõi để biết các clip tiếp theo nhá. Đây còn rất là nhiều xe anh em ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.